Thưa quý vị, khi thị hiếu nhu cầu của du khách có sự chuyển biến rõ nét hậu Covid-19, việc thay đổi phương thức trong quảng bá xúc tiến du lịch được xem là chìa khóa vàng để khôi phục các thị trường truyền thống và tiếp cận các thị trường tiềm năng. Với những bước đi linh hoạt, sáng tạo, ngành du lịch thành phố đã và đang sử dụng chìa khóa này một cách hiệu quả. Năm 2022, thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định và vinh danh với các giải thưởng danh hiệu quốc tế, như địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam, top 21 điểm đến được yêu thích nhất châu Á, top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á và giải thưởng điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Đây không chỉ là quả ngọt cho nỗ lực khôi phục trở lại hoạt động du lịch của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, uy tín, chất lượng của điểm đến trên bản đồ du lịch nội địa và quốc tế. Chúng ta vừa tìm kiếm thị trường mới, chúng ta vừa là có những cái kênh để chúng ta phục hồi các thị trường truyền thống, vừa là chúng ta tìm kiếm các cái sản phẩm để chúng ta định hình các luồng khách mới. Hàng loạt các hoạt động xúc tiến của thành phố trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai. Có thể nói thời gian qua công tác truyền thông xúc tiến quảng bá điểm đến của thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và cập nhật theo xu hướng thị hiếu của các thị trường khách. Đáng chú ý, ngành du lịch thành phố đã tận dụng ưu thế của công nghệ số để quảng bá du lịch một cách rộng rãi, hiệu quả trên các nền tảng trực tuyến, giới thiệu du lịch thông qua các KOL hay phát triển ứng dụng VR360, một chạm đến Đà Nẵng, không gian vũ trụ ảo, Metaverse Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái chiến lược truyền thông, cũng như xác định một số cái hình thức, giải pháp, cách tiếp cận thị trường mới, phù hợp với xu hướng thị hiếu của du khách, cũng như ứng dụng chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng chú trọng cái việc liên kết hợp tác trong nước và ngoài nước để có thể trao đổi các nguồn khách. Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ du lịch, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lễ hội quốc tế, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách. Vì vậy, công tác quảng bá xúc tiến du lịch được xem là chìa khóa vàng để thành phố tiếp cận được với các nguồn lực, nhà đầu tư, cũng như mở rộng các thị trường trong nước và quốc tế.